Chính thức từ ngày mùng 1 tháng 8 tới đây, những thành phố thị xã này không được phân lô bán nền. Theo Luật kinh doanh bất động sản năm 2023 quy định, từ ngày mùng 1 tháng 8 tới đây, 105 thành phố thị xã trên toàn quốc không được phân lô bán nền. Luật kinh doanh bất động sản năm 2023 chính thức có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2024, quy định không được nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, tự phân lô bán nền trong khu vực các phường, quận thành phố của đô thị loại đặc biệt loại 1, loại 2 và loại 3 và thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Luật Đất đai. Đối với các khu vực còn lại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương để xác định các khu vực chủ đầu tư dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở. Trong khi hiện nay luật hiện hành chỉ ngăn chặn phân lô bán nền tại các phường của các đô thị loại đặc biệt và đô thị loại 1, trực thuộc trung ương, khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, đến tháng 12 năm 2023, toàn quốc có 902 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại 1, 36 đô thị loại 2, 45 đô thị loại 3 và 95 đô thị loại 4, 702 đô thị loại 5. Như vậy quy định mới sẽ không cho phân lô bán nền tại tổng cộng tới 105 thành phố thị xã, tăng 81 thành phố thị xã so với quy định hiện hành. Cụ thể, các đô thị sau trên cả nước sẽ bị siết phân lô bán nền. Hai đô thị loại đặc biệt gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 22 đô thị loại 1 bao gồm ba thành phố trực thuộc trung ương, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và 19 thành phố thuộc tỉnh Huế, Vinh, Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột Thái Nguyên, Nam Định, Việt Trì, Vũng Tàu, Hạ Long, Thanh Hóa, Biên Hòa, Mỹ Tho, Thủ Dầu Một, Bắc Ninh, Hải Dương, Pleiku và Long Xuyên. 36 đô thị loại 2 bao gồm các thành phố thuộc tỉnh Phan Thiết, Cà Mau, Tuy Hòa, Uông Bí, Thái Bình, Dạch Giá, Bạc Liêu, Ninh Bình, Đông Hới, Phú Quốc, Vĩnh Yên, Lào Cai, Bà Rịa, Bắc Giang, Phan Giang, Tháp Tràm, Châu Đốc, Cẩm Phả, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Cha Vinh, Sa Đéc, Móng Cái, Phủ Lý, Bến Tre, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Sơn La, Tân An, Vị Thành, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Sóc Trăng, Con Tum, Dĩ An và Yên Bái. 45 đô thị loại bà bao gồm 29 thành phố, Điện Biên Phủ, Hòa Bình, Hội An, Hưng Yên, Đông Hà, Bảo Lộc, Hà Giang, Cam Danh, Cao Bằng, Lai Châu, Tây Ninh, Bắc Cạn, Tam Điệp, Song Công, Sầm Sơn, Phúc Yên, Hà Tiên, Đông Xoài, Chí Lĩnh, Long Khánh, Gia Nghĩa, Ngã Bảy, Thuận An, Hồng Ngự, Từ Sơn, Phổ Yên, Tân Uyên, Bến Cát và Gò Công. 16 thị xã Sơn Tây, Cửa Lò, Phú Thọ, Bỉm Sơn, La Di, Sông Cầu, Long Mỹ, Tân Châu, Cai Lậy, Quảng Yên, Kỳ Anh, Bình Minh, Đông Triều, Phú Mỹ, An Nhơn, Kiến Tường, Đánh giá về tác động quy định siết chặt phân lô bán nền tại báo cáo mới đây, nhóm phân tích của MBS Research nhận định, phân lô bán nền nói chung sẽ giúp tạo thanh khoản cho thị trường, tuy nhiên cũng ảnh hưởng nhiều đến bộ mặt đô thị, tạo ra các cân sốt đất ảo. Việc hạn chế phân lô bán nền sẽ khiến nguồn cung cấp bất động sản tại khu vực đô thị bị hạn chế, khiến mặt bằng giá đất nền tại đây cũng neo cao, khó điều chỉnh giảm. Quy định này sẽ ảnh hưởng nhiều đến các doanh nghiệp có cơ cấu đất nền cao trong dồ sản phẩm bởi việc xây dựng nhà ở thấp tầng sẽ ảnh hưởng đến tài chính của doanh nghiệp khi cần vốn đầu tư lớn hơn so với kinh doanh đất nền